Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Gấu Game TV. Ta da! Và ngày hôm nay mình sẽ chơi nhân vật Su, đó là nhân vật nhà côn trùng học. Thì hiện tại mình đang mặc cái bộ trang phục S của nhà côn trùng học. Bộ trang phục này còn có tên gọi là Sophia. À, như các bạn cũng đã thấy thì nhìn cái bộ trang phục này, nhìn cô ấy rất là lạnh lẽo, rất là lạnh lùng gơ đúng không? À. Và hiện tại thì mình mang luôn cái phụ kiện A động xương của nhà côn trùng học. Và bây giờ mình sẽ vô chơi cho các bạn cùng xem nha. Thì trận này á, là ở map công viên ánh trăng. Mình mang nhánh 39 để mà mình cai. Bởi vì trận này thì team mình là có hai rep rồi. Đó là bạn nữ điều phối và bạn bệnh nhân. Còn một bạn hỗ trợ nữa đó là bạn nữ chủ tế. Không biết Hunter của chúng ta trận này là Hunter nào. Thì cái ad này mình cũng... À chị An, mèo An. Hàng này thì mình cũng mượn, mới vừa mượn của em mình thôi, một người em ở trong nhóm. Thì mình có nói là mình làm clip trên YouTube nên mình bê em qua xin mượn em ấy cái nick để review cái bộ trang phục Sophia này. Khóa skill của tôi hả? Muốn khóa skill hả? Không có được đâu đó nha. Kỳ lắm luôn đó nha. Ui dính con mèo rồi mọi người ơi, đã dính con mèo rồi. Ui khóa 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 luôn cái skill của tôi kìa. Đừng chị ơi, em không có biết cái gì đâu. Hết hết khóa chưa? Hết khóa chưa? Nhanh lên. Wow. Lại tiếp tục khóe nữa hả? Ui trời ơi, ăn cái ballet ngon lành luôn. Cố lên mấy bạn ơi, cố lên. Tình hình là muốn bỏ mình luôn rồi. Ờ à, thợ săn di chuyển luôn rồi. Mình rút cái đám bọ về mới được. Hình như là vẫn còn ở đâu đó gần đây lắm. Kìa kìa kìa, đó. Tưởng gì mình nữa chứ. Nữa không? Ủa máy ở đây xong rồi. Vậy là máy bên bạn vụ vũ công. Chị An của chúng ta ở bên đó kìa. Còn cái vòng mà. Vòng đâu? Trời ơi, vòng nè, vòng nè, vòng nè. Chui qua đi, dí bạn chủ tế đi, đừng có dí tôi. Ừ, đi qua đó đi. Bối rối, bối rối. Ê, mình heal. Để sửa xong cái máy này, mình heal luôn cho bạn dancer nha. Bạn nữ vũ công. Bọ mình bên kia kìa. Để mình rút bọ về đã. Để tí hồi mình còn sử dụng được nữa. Trận này thì mình lại mang 39. Chắc mình nên để cho bạn bệnh nhân đi cứu. Bây giờ mình sẽ qua mình sửa luôn cái máy này. Máy này nãy bạn đang sở giữa chừng nè. Bù máy luôn, ngon luôn. Thì mấy bạn nào mà chơi nhà côn trùng học á, mà kiểu giống như là sợ bị đánh bất chợt á, thì chẳng giống như là mấy bạn gặp Hunter, Wu Trang hoặc là Madame nè, các bạn cứ thả cái đám bọ ngay cái máy á, bao quanh xung quanh mình á nè, chẳng hạn giống vậy nè. Đó. Thì nếu như mà các bạn vô tình chưa phát hiện ra được là cái gương của Madame, từ từ nha, tìm mình kia mọi người ơi. Trời ơi khổ. Ủa rồi tính sao, tính dí tôi nữa hả? Sao không đánh cái đám bọ đó đi? Xéo. Đánh cái đám bọ đó đi là được rồi.
chơi Hunter các bạn để bò đó, vậy là nhây lắm á. Khi nào mà các bạn mà cứ sợ bị đánh thì các bạn cứ khi xử máy là cứ thả cái đám bọ ra, đừng có gì, để có gì chạy luôn cho nó lẹ. Bạn chủ tế ngồi lần hai rồi kìa, đi cứu đi bạn ơi. Mình muốn thả bọ ra cover ghê mà còn có tí xíu à, 49%, để mình thử nghe biết kịp không nữa. Giờ mà mình cover là sẽ trễ máy liền. Chắc không kịp quá, không kịp thiệt rồi, không kịp rồi. Rồi bạn nữ chủ tế đi rồi, chứ giờ hồi nãy mình giữ cái đám bọ nó lại. Vậy tí hồi cai chay hả? Giờ lo đang sửa máy cuối rồi. Thường á là người ta hay nói là đẹp khoe xấu che ha. Cái mà cô nàng Sophia này có gương mặt rất là đẹp, mà e nỡ lòng nào che đi gương mặt của cô ấy. Tới rồi kìa mọi người, An tới rồi kìa. Rồi giờ như thế nào? Giờ chị muốn làm sao? Bây giờ muốn làm sao? Đánh cứ được đâu, đẹp nhạt đi. Chậm lắm. Ôi một hit. Có được đâu. Chạy thôi bạn ơi, chạy đi. Trời ơi, cố lên nha bạn Ninh Sơn. Ai đi mở cổng, không biết bạn bệnh nhân đi mở cổng không nữa. Mình lục cái hòm đây, tí hồi có gì được thì mình cứu. À, không đem mắt đỏ luôn à. Bạn này rank gì mà giờ này mà không mang mắt đỏ? Rồi chơi như thế nào? À bây giờ mình lên đây mình bật cái trạm ở đây nha, bật đèn ở đây nha, bật công tắc này. Đó, để tí hồi mà Hunter mà tới dí mình thì mình lên xe, mình lên tà xe mình chạy luôn. Bạn vũ công này có cái phụ kiện S, cái phụ kiện để mình tới mình mở cổng. Rồi xỉu rồi. Ờ lại đánh tôi đi. Có đặt ván đâu. Vô đây là vô cái mê cung rồi. Trời ơi tóc biến vậy má ơi. À. Trời ơi tôi buông chuột luôn á. Xỉu ngang xỉu dọc cho cái trận này luôn. À, để mình like cho các bạn nè. Và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa. Các bạn đừng có chuyển kênh nha. Trận này mình ở map làng ven hồ nha cả nhà ơi. Và trận này mình cũng mang 39, vì cái map này cũng khá là rộng. Hiện tại thì team mình đang có bạn bệnh nhân là bạn xua mới. À chị cá à, mới vô mà gặp chị cá là thấy hơi mệt mệt rồi. Đi đi bạn ơi. À, di chuyển ra khỏi cái vùng nước nha, đi ra chỗ khác chơi tiếp. Chơi với chị cá mà chơi mà cứ cài một chỗ hoài là nguy hiểm lắm. Thôi đi chị, bỏ đi, bỏ em đi.
giờ là chị đường chay. Eo, ăn một hít liền. Đừng có đánh nó bộ của tôi. Bỏ đi, trời ơi. Thật là khủng khiếp. Ủa? Vô tình bạn bác sĩ bị ăn đập luôn kìa. Sorry nha, mình không có ý đâu. Nhưng mà chị cá vẫn quyết tâm là dí mình á. Có dí tôi không? Như là không. Hiêu cho mình bạn ơi. Ô, tội nghiệp bạn đốc đốc quá à. Trời, mà rõ ràng là thấy mình nghe tim thì chạy đi chứ nhỉ. Xin cảm ơn. Làm sao mình biết bạn ở đó, mình đang cai mà bạn ơi. Bây giờ là còn ba máy tắt máy trên thuyền của bạn bác sĩ, chắc cũng không biết, chắc cũng gần xong rồi. Nói chung á là chị cá bây giờ cũng rất là bá đạo. Mấy bạn mà chơi mà thành thạo rồi thì rất là khó chịu. Mấy bạn nào mà chơi á, mình nghĩ là mấy bạn bớt để cái từ mà xin cảm ơn đi. Nhiều khi á, các bạn chơi mà các bạn cứu người ta, các bạn bị tẹt rô, người ta xin cảm ơn các bạn khó chịu vậy. Hoặc là hả, các bạn cai 5 giây người ta xin cảm ơn các bạn cũng rất là khó chịu luôn. Mình nghĩ là không nên dùng từ xin cảm ơn, mình nghĩ cái từ ngữ đó chỉ nên dùng khi nào mà có đồng đội tới cứu mình, hoặc là có đồng đội đang hiêu mình, hoặc là nói chung là hỗ trợ mình thì mình xin cảm ơn, cái đó mình đâu có nói làm cái gì đâu, đúng không? Có nhiều bạn mình chơi giống như là bạn đốc này nè, có nhiều bạn còn xin cảm ơn nhiều hơn như thế nè. Mình vô ranh mà mình chơi mình gặp mấy bạn đi xin cảm ơn là mình thấy ghét rồi. Để mình qua mình hỗ trợ cái máy này luôn. Thật sự là mình không muốn thả bỏ ra cover bạn đó luôn á. Chơi game giải trí mà đúng không? Nhiều khi nào ví dụ như là đi rank này kia hoặc rank cao quá thì có bạn nào mà cay không được 5 giây hoặc đi phá game này kia, lúc đó mình xin cảm ơn thì mình nói làm cái gì. Skin S limit của bạn xưa mới nhìn có vẻ rất là hoành tráng đúng không? Bán shop nhìn hoành tráng dễ sợ mà chẳng những vậy còn NE còn cho luôn 49 ngày nữa. Các bạn tha hồ mà tích đá để mua để sở hữu skin trang phục này. Cố lên nha bạn họa sĩ. À, đã kích hoạt máy mạ hóa rồi nè. Bạn họa sĩ cai tốt quá chứ. Hy vọng là ăn hít thường thì mình mới riêng được. À, thợ săn đang ở đường tớ luôn á. Mình phải đi máy luôn chứ. Quyết tâm đánh bộ của mình rồi kìa. Cổng quản bệnh nhân mở gần xong rồi đó. Pha đó thì mất bộ hơi tí. Ta le. Ở đây có hầm không nhỉ? Ta le, tí hồi mình lại xuống. Ở đây có hầm không? Không có. Trời ơi, bạn chị cá đâu rồi nhỉ? Đầu hàng luôn rồi kìa. Trời ơi. Là mình cũng ú tim chứ, pha đó mình cũng không tìm được cái hầm ở đâu cả.
À, bạn bác sĩ này chơi ranh điệu mà cai không được thôi, còn xin cảm ơn nữa, mình đâu có cố ý đâu. Mình cai lâu lắm rồi, nãy giờ rồi thì bây giờ mình tới là bạn không hỗ trợ hoặc là bạn chạy đi chứ. Và mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây, hẹn gặp các bạn ở video lần sau nhé. Và mình cũng đã hoàn thành cái review của bộ trang phục S Limit của nhà côn trùng học. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ và theo dõi ủng hộ mình nha. À, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.